Chào mừng quý vị đang cùng đến với Alpha Talk. Mình là Trinh Huỳnh, mình đang làm mama tổng quản của Alpha Powered by AAA. Nhờ có một cái sức mạnh tập thể, mình mới có được cái thành công này. Chứ thành công không bao giờ là một câu chuyện của cá nhân cả. From zero to hero, đó là một cái cơ hội vô cùng và to lớn luôn dành cho những người đi khởi nghiệp. Không phải chỉ có sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà nó còn có hệ sinh thái sống khỏe. Khởi nghiệp với Alpha thì cái xác suất thành công của người khởi nghiệp là rất là cao. Tinh thần là start with the end in mind, bắt đầu với một cái mục tiêu cuối cùng. Thành công nó sẽ đến với họ còn sớm hơn và lớn hơn cái thành công mà mình đã có được.